Nè, cô đang bụng mang dạ chữa đó. Tôi nói cho cô biết, ngoan ngoãn, tôi còn nhẹ tay, để thằng Lục này mà túm đầu được là cũng chết với tôi. Cô mà không ra, thằng Tài sẽ gặp nguy hiểm đó. Nếu tôi ra ngoài lúc này thì cả tôi và Tài đều khó sống. Thà tôi chạy thoát để báo tin cho mọi người. Chồng ơi, đợi em nha. Lục giam chồng tới giờ mà chưa làm gì chồng. Hắn ta vẫn còn chút bản tính lành. Em sẽ cứu chồng. Tao nói cho em biết nghe Trà, đừng để tao bắt được mày. Tao mà bắt được mày á, tao phanh tay mày. Nè, xong trả lời, thằng miệng gì đi. Quên. Muốn sủa thì Lục cho hai Tài sủa. Sao? Lườm. Bị trôi như một con heo rồi mà vẫn còn tỏ thái độ nữa hả cậu hai Tài? Sủa. Nếu như này không sủa, mày sẽ không bao giờ còn cơ hội được sủa đâu. Sủa. Thằng Toàn đâu? Có phải anh cũng đã bắt nó? Cuối cùng thì mày cũng chịu sủa, mà sủa đúng với cái bản chất không phải là thằng khờ. Thằng Toàn đâu? Anh nhốt nó đâu? Hả? Bớt lo chuyện bao đồng đi. Bây giờ cái mạng của mày mày còn chưa giữ được thì đừng lo cho nó. Cái thằng em cùng cha khác mẹ đó đó, nó có tốt với mày không? Mà mày lo cho nó. Tốt hay không là chuyện nội bộ nhà tôi, không liên quan gì tới anh. Mày đã bị mẹ con nó hại đến như vậy mà mày vẫn còn giả nhân giả nghĩa cao cả ở đây với tao hả? Mày có thật lòng là không muốn tao xử thằng Toàn giùm mày không? Không. Chuyện của tôi sẽ tự xử lý, không cần anh phải can thiệp vô. Thằng Toàn đâu? Sao?